Vâng ạ, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Ở trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng ấy, các bác gọi trực tiếp bên cơ sở một giúp em các bác nhá. Rồi. Vâng ạ, ngày hôm nay thì là em có về được một cái dòng mẫu loa loa trợ lời. Và cái loa này nó rất là đa năng các bác nhá. Đấy, rất là đa năng. Cho tất cả các bác nào mà có nhu cầu mà hỗ trợ lời ca tiếng hát hoặc là lắp quán cà phê hoặc là ngoài trời hay là những cái quán mà các bác nghe music nhỏ nhỏ du dương thì đây là một trong những sản phẩm các bác rất là quan tâm đây, vì hôm trước các bác hỏi em rất nhiều rồi. Vâng ạ, đây là mẫu bốt 151. Thì mẫu bốt này thì em nói luôn là đây là hàng loại 1, hàng Trung Quốc loại 1, thì ngày xưa mà người ta hay gọi là bốt Hồng Kông đấy, đây chính là cái loại này đấy các bác nhá. Thì là hàng này thì có thật với các bác là một đôi như thế này, đây là một đôi nguyên bản đó nhá. Nhưng mà hôm nay trong video này nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn với em và tất cả các bên bán khác. Thì là em có một cái mẫu loa mà cực kỳ là chất và rất đáng quan tâm các bác luôn. Thì thứ nhất em sẽ giới thiệu cái loa nguyên bản luôn. Loa nguyên bản thì là loa không có để có chép ở đây các bác nhá. Và con loa của bên cơ sở em thì lại là có sản phẩm là bên em đo độ chép kèn vào cho các bác rồi. Chép kèn vào cho các bác rồi, và chút xíu nữa em sẽ mở cho các bác nghe thử trực tiếp một cái chưa có kèn vào một cái có kèn rồi. Đấy các bác nhá. Thì đây, một chiếc nguyên bản như thế này. Thì đây. Các bác nhìn này, bốt của nó là củ 507 màu. Đấy, vàng óng đẹp, có cả sơ di dập chìm và một chữ bốt dập chìm luôn. Đấy, có cuộn cảm này, có trở này, có tụ này. Đây là nguyên bản. Còn đây là sản phẩm mà bên em đã độ chế cho các bác cái chép này vào rồi. Cái chép này chính là chép Benziger Orocom, côn của nó là côn 250 các bác nhá. Và một đôi nguyên bản như thế này thì là nó như thế này này. Nó như này, lưới rất đầy đủ các bác nhá. Thì bên em đang bán cho các bác giá là 850.000 một đôi, hàng loại 1, cam kết các bác này hàng loại 1 các bác nhá. Đầy đủ tụ cản rồi là cuộn cảm luôn. Đấy, và trả chiếc đầy đủ. Đấy, công suất của dòng này nó là công suất thực của nó là 40W, còn mắc của nó là 70W các bác nhá. Đấy, mắc củ là củ 12,5 tính từ đường châu ốc như này. Thì chúng ta cứ gọi là 12 cho nó dễ tính đi. Bắt 12. Đấy. Và củ nó to gần bằng mặt thôi nhá. Đây. Côn của nó côn 25.5, tiếng lời rất là hay. Nó đây mở cho các bác nghe thử đây. Đây là chiếc chiếc này là chiếc chưa có chép thôi nhá. Đây em mở một chiếc thôi. Và em ra đổ cho các bác chiếc có chép rồi. Đấy. Chiếc có chép rồi, tiếng nó rất là sắc nét thôi nhá. Rất là sắc nét. Đấy. Còn cái bài nào nghe không này? Đây là chiếc không có chép này, có chép này đó. Em dùng công tắc đảo pha để em đảo cho các bác này. Đấy. Đấy, khi không có chép thì tiếng nó sẽ không nhiều giải chép như dòng này, không nhiều giải chép. Mà bên em đang bán cái đôi như thế này không có chép này là 850.000 một đôi, bao ship bao nhiêu luôn. Đấy. Và đây là chiếc chép được lắp vào trên loa luôn. Đây là chiếc Benziger Orocom, công suất 25W, mắc là 40W. Cái kháng trở là 6 ohm các bác nhá. Chép dòng chép titan. Các bác nhìn trong côn nó bạc bạc cái này. Đấy, trong chép titan côn rất là mạnh, coi như tiếng rất là sắc nét. Thì một đôi như là bên em đang bán rời cho các bác là 280.000 một đôi. Đấy, bao ship cho anh em luôn. Đấy. 280.000 một đôi, gồm 2 chiếc các bác nhá, bao ship tận nơi cho anh em luôn. Đấy. Và chiếc này một đôi này là bên em bán 850.000 một đôi. Nếu như bác nào lắp chép vào thì nó thành là hơn 1 triệu bốt. Nhưng mà bác nào mà mua combo cả bộ như thế này, coi này em lắp tụ tiếp cho các bác, tụ chép đầy đủ các bác nhá. Đây tụ chép đầy đủ, đây là tụ bát này, đây tụ chép này, và có chép đầy đủ cho các bác luôn. Thì bên em đang bán cho các bác giá là 1 triệu mốt các bác nhá. 1 triệu mốt một đôi, coi là như thế này này, này củ như này và là thành phẩm nó như này, lưỡi lướt thì như này rồi các bác nhá, thành phẩm như này đó. 1 triệu mốt một đôi em bao ship cho anh em luôn. Có nghĩa là đủ chép và lắp vào đây. Bên em chọn gói cho anh em luôn. Chép kèn này thì bên em bán cho các bác giá là 1 triệu mốt một đôi. Đấy, còn không có chép là 850.000 một đôi. Bác nào cũng có thể mua chép rời thì là 280.000 một đôi. Đấy các bác nhá. Và ngay bây giờ em sẽ alo thử tiếng cho các bác nghe thử cái tiếng của nó luôn các bác nhá. Đây ạ. Đây chiếc có chép này các bác nhá.
thì là tiếng của nó không được rước cái chép lên. Đấy, và khi mà các bác nào mà sử dụng cái dòng qua chép này, tiếng của nó rất là mạnh, rất là khỏe các bác nhá, rất phù hợp như bác nào lắp quán cà phê này, rồi là những cái bộ karaoke nhà mình mà nó thiếu lời thì những cái dòng này thì nó lắp vào cực kỳ tuyệt vời các bác nhá, lắp vào cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, tiếng sáng, tiếng mạnh, khỏe, công suất nó tăng lên rất là nhiều, tiếng nó to hơn, tiếng trung chép đầy đủ hơn. Đấy, và bác nào nghe Boreno rồi là nghe nhẹ nhàng thì những cái dòng này chép thì tiếng nó rất là hay các bác nhá. Đấy, tiếng rất là hay. Đấy, tiếng chép rất là hay. Đấy, các bác nghe chưa? Tiếng chép rất là hay. Củ chép titan, tiếng rất là sắc sắc bén. Tiếng sạch sẽ, ngon hay. Đấy. Và nó hỗ trợ cái tiếng lời lên rất là sáng. Những bác nào mà dùng loa, những loa bát 20, bát 25 gấp đôi này vào thì cực kỳ tuyệt vời luôn, mà chỉ có 1.100.000 đồng thôi. Một đôi đã độ chép cho các bác rồi. Còn nếu chưa độ chép là hai chiếc này, đây là một đôi đấy ạ, 850.000 một đôi. Đấy. Và bán chép rời luôn. Chép rời bên em 280.000 một đôi, bác nhá. Đấy, tất cả bên em bán rời luôn. Thì các bác có nhu cầu thì hú em câu. Và các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký câu nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi nhá.